trận đấu trường thứ 5, trận đấu thứ 5 của lâu đài Kim 140 giữa hai tay vợt trẻ là Ngô An Minh của Đồng Nai, và Nguyễn Xuân Bách của Thành phố Hồ Chí Minh. Hai bên sẽ đấu nhau theo thể thức lôi đài. Bách cho bóng trước, không đều. Đúng hai thì hết. Thôi im im im. Một đều. Hai bên này về hai
bên mình rồi. Rồi. Thank you.
cái. Set 3 thì hiện giờ là Nguyễn Minh đang ở lời dẫn trước 6-2. Phải cho bóng 2-6. Nhiều rồi chứ, nói chung đội tuyển là hai thằng thành phố Dương mà gặp nhau ngoài cái này là lần đầu tiên lên đây đúng không? Gặp nhau lần đầu tiên trên đài thôi, đánh ngoài rồi. Và kết thúc set thứ 3 là 11-3 cho Ngô Văn Minh. Như vậy tỷ số toàn cục tạm thời đã rút ngắn lại là 2-1 và vẫn nghiêng về cho Nguyễn Xuân Bách. Chúng ta chờ đón set thứ 4, hai tay vợt trẻ này. Bây giờ set đấu thứ 4 của trận đấu trường thứ 5, lô đài Mikati 140 giữa Ngô Văn Minh và Nguyễn Xuân Bách. Tỷ số toàn cục tạm thời đang là 2-1 nghiêng về cho Bách. Set 4 tỷ số 1 đều, Bách giao bóng. Quả flick phải rất nhanh của Bách. 2-1. Hai đều. Ba hai. Wow. Ba đều. Wow, hay quá. Hát luôn từ đầu. Mai bùng nước đi. Năm bảy. Sáu bảy. Hey.
8, 6. Hay quá. Quả lên bóng, bật bóng ngắn trong bàn rất nhanh của Ngô Văn Minh. Bảy chín. Tám chín. Mười tám. Và 11-8. Như vậy sau 4 set thì tỷ số tạm thời bây giờ là 3-1 nghiêng về cho Nguyễn Xuân Bách. Rồi bây giờ là set đấu thứ 5 của trận đấu trường thứ 5 kỳ 140 giữa Nguyễn Xuân Bách và Ngô Văn Minh. Tỷ số toàn cục tạm thời là 3-1 nghiêng về cho Bách. Không đều. Không một. Một đều. Hai đều. Quên ở đâu? Ở chỗ bảo vệ. Bảy đều, set thứ 5.
87. Em ơi. Lắm con ơi. Lắm con ơi, đã có 13 tuổi mới có em. Ai sẽ nó đặng em. Qua đủ cái mười tám quá hay. Và như vậy kết thúc set năm thì Ngô Văn Minh đã rút ngắn khoảng cách là còn 3-2, vẫn nghiêng về cho Nguyễn Xuân Bách. Chúng ta chờ đón set đấu thứ 6 của hai tay vợt trẻ này. Và bây giờ là set đấu thứ 6 của trận đấu trường thứ 5 kỳ 140 giữa hai tay vợt trẻ Ngô Văn Minh và Nguyễn Xuân Bách. Tỷ số tạm thời đang là 3-2 nghiêng về cho Bách. Như vậy set 6 này sẽ là set rất là quyết liệt, bởi vì hai bên sẽ đều phải muốn thắng set này cả. Minh vào bóng trước 1-0. Chấp nhận mà tài lắc tay bon đây, trong tay xỉn rồi, tài xỉn rồi, tài chơi tài biết chơi xỉn rồi, không mất xỉn gì, còn tài tránh khỏi. Hey, thank you.
18. Chúng ta đang ở những giây phút cuối cùng của trận đấu thứ 6. 18 và Nguyễn Xuân Bách lợi thế nắm giao bóng. Đúng rồi. Hay không chơi nữa. 19. Rất căng thẳng. Mười chín. Rất là tâm lý ở những cái pha bóng như thế này. Nguyễn Xuân Bách dắt trước 16 và Ngô Văn Minh đã cân bằng 10 đều. Liệu đây có phải là cơ hội của Ngô Văn Minh hay không? 10 đều. Hai tay vợt Mỹ đánh những pha bóng rất là chất lượng. Mười một đều, pha vừa rồi đánh hỏng Ngô Văn Minh. Bên phải. 12-11. Và 11-13. Trận đấu rất hay. Với tỷ số là 4-2 nghiêng về cho tay vợt Nguyễn Xuân Bách.